Bữa nay Ui, mình để máy dựng đó nha. Có khung hình nó không có chị linh nha. động. Wow, cảm ơn chị. Chị. Wow. Trời ơi, đã quá. Bắt tay Ông em. Cái món này nè, giấm muối ngon quá cả nhà, chị bán đúng rồi. Chúng hề mà phải nha. Chúng hề mà phải ăn rất đói luôn. Quê không? Con nào có nén chà bá không? Ăn mà đũa thấy ghét thì chứ. Bà bột tươi không? Ngon tươi. Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Và hôm nay chúng ta sẽ ăn một mâm hải sản nha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn thấy không? Chứ không lẽ không thấy. Vũng Tàu, đến Vũng Tàu ăn hải sản. Đúng rồi. Đúng. Đó. Rồi, ăn đi. Mời cả nhà ăn nha. Ở đây mình sẽ có mực với lại tuột lột nè. Hàu luộc nè, hàu nướng phô mai. Wow. Với lại cái này là sầu huyết gan me. Wow. Cái kia thì có tôm luộc và xoài. Ăn ngạc nhiên. Xoài gì mà nướng với mấy hành đó cả nhà. Mời cả nhà ăn nha. Dạ. Mời cả nhà. Ôi, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn. Mời anh chị nha, mời cả nhà. Mời cả nhà, mời. Mời cả nhà nha. Mời anh Mập Phúc. Trời ơi, cái hàng đó kìa. Rồi, mời cả nhà nha. Cá đẻ. Thằng Tuấn với thằng Dương là cứ về hết luôn nè. Mà chắc cả nhà thắc mắc tại sao mà khi mà nó còn ở đây không làm đúng không? Nhưng mà thật sự làm lịch qua giờ có sẵn hết rồi đó nè. Nó dai dần sành sụp luôn. Rủ ra lại nó không bao lại. Ngon không? Phải ăn một kiểu tươi. Mà ăn ngay Vũng Tàu nữa. Bao tươi luôn. Cái này mình mua ở chợ Sớm Lưới á. Ngon không? Mấy đứa thích ăn hải sản không mấy đứa? Dạ thích anh. Thích ăn hải sản, thích anh làm gì? Hải sản ngon, tuyệt vời. Ngon, chúc nào anh. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Không béo quá nhẹ. Dạ, chị rửa tay nha mọi người. Dạ. Mập thì mập thích ăn mấy cái này hơn. Đúng là không cảm. Bữa nay mình để máy dựng đó nha. Có khung hình nó không có linh động. Wow, cảm ơn chị. Chị. Wow. Wow. Trời ơi, đã quá. Ngon. Trời thôi ăn đi em. Cảm ơn em, làm nó ngại quá. Ngại hết sức luôn. Con thú cả nhà. Ngon bực mát. Quá tốt bụng. Nghe không tốt hả? Con em. Mà chẳng nghe.
cái muối này nè, giấm muối ngon quá cả nhà. Chị bán nhớ số điện thoại ông Hoàng 0879299932 cả nhà. Cảm ơn em. Cái chai muối để đây cho cả nhà xem nha. Thôi bà nội ơi, làm cực lắm. Lấy chai muối rồi. Có đặt ăn nha. Chai muối á, dạ, chai nhỏ 30 nghìn, chai bơm lớn là 40 nghìn. Mua 3 chai sẽ tặng 1 chai. Một lá ngọt. Tôm muối ngọt á. Kiểu đồ tươi á, ăn đồ tươi á. Mình thấy ngọt nó chắc nha. Vậy là ăn cùng anh chị nó thấy vui nữa. Tuyến anh thẩm hai quá không? Nó thiệt mà. Nó còn nói gì mình ăn chung chưa ta? Chưa. Có mà. Lúc ăn mừng kênh chị. 500 nghìn sức. Thế nhờ là chúng hệ mập mẹ nhờ. Chúng hệ mập mẹ ăn rất đói rồi. Quê không? Cô nào có nén chà bá không? Ăn mà đũa rồi, thấy ghét rồi chứ. Bạch tuộc tươi không? Ngon tươi. Chuột ngon. Rồi, ăn đi em. Nó bảo khóc. Mình thay dỗ bánh bao. Chị đợi ha. Nó ăn tiếp đi. Thôi đi. Nín rồi, nín rồi. Ngon cái nhà. Da giòn mà sườn 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 luôn. Đồ tươi có khác. Ăn nín ơi, đừng lọc tôm nín ơi. Nín rồi. Ăn xong mình sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi vào biển. Mấy đứa nhỏ nó ăn rồi nè, nó ăn nó xìu. Dạ. Đó lập ra, chuẩn lập. Nó đi á. Ra đây mấy ngày mà chưa đi biển. Đi hồ bơi mà. Tại chỗ mình ở có hồ bơi á. Ngon. Cái con này con nghĩ chứ quá mất rồi. Dạ. Sò dương hết. Không, sò dương không? Em muốn biết sò gì á. Sao nhìn giống à. Ý là hồi bữa mới mua 300 mấy đúng không? Trong Sài Gòn á, mà cái này hình như là có mấy chục á. Hay là ngao hay còi? Không phải là hai còi, nó có hai còi rồi, cái này có hai còi à. Ngon. Còn nó ngon ghê lắm mấy đó, nó dài. Ngay thịt, con nào cũng chắc rất ngọt. Được rồi. Ngon. Đúng là ra biển ăn rồi. Đúng đã luôn. Tươi ngon ngọt. Rẻ. Hào mình mua 35.000 ký. Nướng cái 60.000 3 kg là 20.000 kg á. Nướng phô mai mà. Còn sầu huyết á thì mấy chục quá người ta, 42 vậy á. Nướng hả? Sầu huyết hả chị? 1 kg hả? Không, làm giùm mình á. Không chế biến. Hình như sầu huyết em thấy là mắc á, chứ ở đâu cũng. Cái này còn này hấp mà. Ngon. Con này có lẩu phộng á, ăn ngay ngon á.
Đúng rồi. Nó béo không? Thì đúng rồi. Không biết đâu, nó đứng lột rồi. Ăn gì? Kim chi ở nhà không có. Ở nhà có nhưng mà em thấy không có ngon mà kim chi ở chỗ chị. Thiệt cái này là nó hợp ngon. Chị cũng thấy vậy thiệt. Nó hơi mũi như là nó mình muốn cắt ra nó bị dụng mà. Của con chị là viên bắp. Đúng rồi. Hào nướng phô mai nó béo ngậy luôn cả nhà. Ở phía sau là có cái view rất là đẹp, nhìn ra biển luôn. Nhưng mà giờ tối hù rồi. Ban ngày thì quay nó bị ngược sáng, dễ gì quay được. Mình là mình ở gần bãi sau đúng không mà. Ừ, ông ấy gần mà ngay luôn rồi. Ngon không? Trời ơi, cơm nó thấm tắm nó. Bây giờ anh chưa ăn thử cái nước mắm. Ngon. Thúi. Ủa khấm khấm. Ngon thiệt đó. Ủa nước mắm nhỉ á. Thúi thúi khấm khấm. Nó hào mấy đứa ơi, quá trời hào. Có nhiều chỗ hào phô mai nó bị mặn á, mà chỗ này thấy vừa ăn luôn. Một trăm em ăn. Và nãy giờ có lột tôm cho chị nghe không? Không, em ngồi nghe chứ. Để chị lột tôm là em sẽ bị la. Con trai mà mình phải lột tôm cho con gái ăn. Nè con gái. Không, chồng lột tôm cho vợ ăn em thấy hợp lý hơn. Có nhiều người ngộ lắm, có nhiều người ngộ lắm nha. Con tôm mà chưa lột ăn không được, con tôm lột rồi người ta mới ăn được. Ý là người ta cần người lột tôm. Coi có quan tâm hay gì không. Nè. Lột nhiều quá rồi, nó ăn tôm quá rồi. Trời ơi, không có gì đâu, ăn đi. Cái gì đâu mà mắc cỡ. Tôm bự nè cả nhà. Ừ. Đi ra chấm với muối nào cũng thấy ngon đó. Muối tiêu, nước mắm và muối không? Muối ớt đỏ. Đi ra cũng trong 2 lần. Mình mới được ăn hải sản ở Vĩnh Long. Mấy lần kia là keo quá không trăng à. Nhẹ không? Không có thời gian. Đi bữa đi có trong ngày. Ý đi một ngày. Đi chung anh nhạt nhẽo lắm. Ý là trong nhóm mình là ngày đó quay cái gì qua cái gì là có lịch hết nè. Nên là không có thời gian dư. Như khi quay xong tới 12 giờ khuya. Với lại kiểu như là có chị sẽ gấp đi chơi nọ. Còn như thằng là đi quay xong rồi đi về thôi. Chứ vậy em có một mình em là con gái. Mọi người chắc cũng ngại. Đúng rồi. Hôm nay đi giờ có bánh bao, bánh mì. Em của Hoàng, con của Yến. Vui mấy đứa nước dùng. Đây luôn. Nhà lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng khóc. Tiếng la hát.
và những tiếng la chửi nữa. Cái miệng này nó chửi em nhiều nhất trời. Có không? Hốt phốt. Chửi em quá trời. Mày có miệng liền đúng không? Gặp anh không có chửi đâu, ngày anh quýnh không. Ngon không? Thơm ngọt lắm luôn á. Cái sầu huyết này chị mới vừa ăn một con sầu huyết mập ú ụ. Em cũng vậy nè, em cũng mới ăn con á. Ngon. Với lại cái tết me á, ngon quá. Tại vì nó ngọt, em thích ăn ngọt ngọt. Đúng rồi. Trẻ mua lần chục bịch chứ nhiêu. Mới là cho thử thách cho trẻ. Phốt lại đi em. Chè ngon á chị. Không, chè nãy không có ngọt quá. Tóc nó nhảy. Quang ăn ngọt chưa được, tính ăn chua quang ngọt. Yến ăn em ăn chậm. Yến nó cũng ăn ngọt. Không ăn. Nó em ăn nước mắm rồi đó. À cái nước mắm thì mắm đồ chậm chậm đường. Bọn anh ăn mặn. Giờ ăn mặn hả? Mặn, mặn. Lấy ra cho con đó cho chị. Anh con. Chị hết con ăn không? Sò lòng với mấy con sòm lắm quá hả? À, em cũng khoái mấy cái đó. Dẻ nhưng mà ngon. Sò dẹo luôn rồi đó. Đó, nghe cái nhà. Ừ. Nó mập. Cái gì mập? Con sò huyết nó mập. Đã quá. Ngon nè. Ở chiều chỗ đó hấp cho luôn không? Không cái lý tỏi lý sợ. Ủa gì hả? Ừ. Ấy là chị đi vô thêm á. Nhất cái nó. Trên dài con tôm mới nó. Anh ơi. Hai cầm mình là vậy đó cả nhà. Nhiều khi hồi đó là clip ảnh chị á, để kể nghe. Yeah. Anh mà gấp cho chị, gấp rồi cho anh một cái là bị chị bị chữ tơi tả luôn á. Nó chồng gấp cho mà không có ăn. Nhưng mà kiểu như là có mấy chị khó tính á, với mấy anh thì bình thường à. Mấy chị khó tính á, mấy chị đó thì nói trên clip thì phải sao, phải nhu mì, phải giống như là nó khác với ngoài đời sống. Chứ ở ngoài đời sống thì ví dụ vợ chồng gấp nhau không ăn thì gấp lại bình thường có gì đâu đúng không? Còn mấy chị nó lên clip là phải gấp cho là phải ăn chứ đưa lại ai mà đưa lại vậy. Kiểu như lên clip là phải chu toàn á. Mà anh nghĩ không? Có gì không? Thật hơn. Đúng rồi, lên clip phải hảo mai hả? Ừ, đúng rồi. Ăn con này đến đi. Mấy đứa, ăn không? Mấy đứa, thôi anh ăn đi. Chứ mày anh hỏi gì mày nói mày ăn. Nè anh đứa nữa con đi. Thôi anh ăn đi. Thôi nè hút đi. Nè xé cho chị nữa con mới nướng anh ăn với lại chị nửa miếng nè. Nè chị. Thôi em ăn không? Em ăn hả? Để anh ăn. Anh thấy cái này lắm. Clip này lên thế nào anh cũng bị chửi. Không sợ. Bởi chắc thật cũng mập mà. Bởi chắc thật. Phái ăn này lắm. Có gì đâu còn nhóc nè. Bạch tù còn rẻ hơn trong tất cả những món này. Không mê ngộ á. Ai nói gì chứ mật cái bạch tù á. Không mê một cái luôn. Kiểu mà mình luộc hay là ăn, mình hát mình
cảm nhận được cái vị ngọt của nó nhiều hơn là mình chế biến khi chưa nấu. Mình nói tới mực sữa đặc tột á, chị suy nghĩ tới lẩu mắm. Thèm. Em nhớ lẩu mắm miền Tây quá, mình muốn ăn lắm. Ăn lúc trời mưa nữa. Hồi đó có lần ấn chị đi ra đây rồi. Đi xe khách về thì về tàu đánh nhầm, cái tự nhiên ghé quận nhất cái bắn thẳng qua quận 10 ăn cái tiệm nấu mắm kia đúng ngon, nấu mắm miền Tây. Ừ, đang đói ăn gì cũng ngon. Còn nhớ là vô tiệm nấu mắm á, nấu mắm mới lạnh nó hôi, cái trời thì sao ngồi ăn được cái hồi ra nấu mắm trồ ăn nó ngon. Đắt về vẫn còn cái mùi cho nó. Uyên. Hồi đó ăn sầu huyết á, chị không biết là nó chính là mình sẽ lấy cái tay gỡ ra. Thôi em cũng không gỡ được á. Ừ, thôi mình lấy cái giấy luôn. Mình lấy giấy mình tóc ra. Nhưng mà em thấy nhiều người ăn sầu huyết tái á, nó rất là bổ. Ừ, ngon. Mấy món Thái thì người ta lấy sầu huyết sống không nữa chứ đâu. À, anh thấy vậy. Chị cũng thấy ăn sầu huyết ấy nè, tái. Cái ngọt đó. Cái gì ta? Sốt Thái hả? Cái gì sơn tầm hay gì á? Cái đậu bún rồi, nói chung là nhiều hải sản luôn. Bữa nào đúng không? Nó băng. Mấy cái. Mấy cái hôm qua rồi chị. Cái hôm qua phải là sầu huyết nữa. À đúng rồi, sầu huyết. Sầu huyết. Đấy, thấy chợ đó, thấy có bán sầu huyết cồ, chà bá nữa. Ăn đi mấy đứa. Ăn đi có sức thì vào biển. Họ biết có nước lớn không không? Giờ này rất là gió. Thôi là sáng đi. Thôi chút xíu rồi. Sáng đi thì mát mẻ. Thôi thả. Mày con tao. Ngon quá. Ngon. Ăn được cục cỏ không vậy? Nhưng mà không cảm em. Nó bị ấy. À, sầu huyết hả? Ừ. Sầu huyết to đấy ha. Mà có 200 miệng ký à. Để tắt ra cho. Thò khỏi lên đi, nước miếng không? Con này nè, mình mới ăn liền. Ngang bụng á. Ừ. Huyết ngon. Không phải như nhiều, cái này em ăn nhiều nhưng mà không có nghĩa là em phải ăn nhiều mới no, mà lại em ăn ít cũng no, nhưng mà tại vì em ăn được nhiều thôi. Ừ. Nhưng mọi người thắc mắc là không biết mọi bữa là em có ăn nhiều gì không, nhưng mà nói chung là em ăn ít cũng được. Nhìn cũng được chứ không phải là mỗi bữa em phải nạp vô giống như mỗi lần em thử thách như vậy đâu. Ừ. Thế là em có khả năng ăn. Dạ đúng rồi. Em ăn ít em cũng no, nhưng mà có em có thể sức chứa được nhiều thôi. Còn mấy nam như thế nào? Em cũng vậy á. Ừ, em có vậy thiệt không? Dạ thiệt. Không, đa số là em đi chơi em ăn nhiều lắm, mà ở nhà lâu lâu em live stream em cũng ăn nhiều, nhưng mà không live stream em ăn ít. Nhưng mà em ăn nhiều lần trong ngày. Em ăn lạp sạp xin thấy cái chiều. Em ăn trái cây dữ lắm, thiệt. Em ngồi mua mấy ký trái cây em về em ăn ngậm em ăn mấy chiều luôn.
Không ăn chè không? Không, ở nhà đi tỉnh này kia em ăn chè, còn ăn Sài Gòn rồi. Em ăn chuối chiên. Chuối chiên mà có người đem là tới nhà. Em có, đúng rồi, có mối. Em biết lúc trước là bán gần, giờ bán xa cái... ảnh chủ động cho gì, cái chú bé chiên chủ động cho số điện thoại. Sợ mất mối. Dạ không, em thấy vui thôi, chuyến đi này rất là vui. Tại vì có chị Kim. Những chuyến đi kia thì kiểu như chỉ đi quay về, không có đi chơi. Nè có mấy đứa nít nữa, có con em đi nữa cũng vui nữa. Bởi vì em mới vui á. Dạ. Chuyến đi rất tốt. Mẹ thường nói mẹ chua mà sau này nó trộn nhưng mà ngọt ngay. Người ta là làm người ta phải ngọt ngọt rồi chứ. Sao mấy đứa không ăn hào ta? Em ăn hào nè, ăn hào. Thì mà mình muốn ăn ngon đó là mình sẽ bỏ hai đứa con vào. Bình thường. Bình thường đó nha trời. Mình nút băng rồi mình phải làm mọi cách để mọi người hẹn chứ. Ba con rồi, nhiều quá. Mình muốn ăn ngon đâu cho khán giả hèm là mình phải ăn luôn cái vỏ hào. Thế rồi mình sẽ chứ rưới cái móng lên cái nhà. Sừng chứ gì? Mời cái nhà bút ban ba con hào nha. Ăn hờ có gì con vui trời. Không, ăn hờ là ngon hơn hả? Dạ. Ăn hờ là ngon hơn đúng không? Ăn xong hờ cái là ngon hơn. Ngửi mấy con. Chuyện tôi gặp tao nha. Không, đi nó. Cũng mau nha. Anh rơi ăn đi, em ăn. Chị với Kim đi dạy xuống lưới á. Có mấy chị bán nó chờ đẻ xong đẹp quá hé. Trời ơi, ở ngoài đẹp. Cỡ quá. Rồi là tôi em gặp cũng vậy đó. Da mặt. Ê, trộn phía. Da đẹp. Xong cái có clip này lên không biết bé đó có coi không, bé đó bán đồ chơi đó. Chú ơi chú, con bán con bán đồ chơi, con bán ế quá chú, mua đồ chơi mút băng giùm con đi. Hết biết luôn. Chú mút băng à. Đồ chơi cho con bán đắt. Không tin nó nói được vậy luôn á, đúng là mấy đứa nó là nhìn thấy thương lắm á. Kiểu thích nó không có suy nghĩ nhiều, nó nghĩ sao nó gì. Ê, nghĩ vậy mấy đứa mà hay nói kiểu như nó mà không suy nghĩ á thì đó là mấy đứa nít nha, mà mốt không có chấp nhất nữa không. Nó hàm như vậy mới mất à. Hàm có hàm gì anh? Hàm mất. Sữa. Sữa. Tự nhiên anh cũng non ngang rồi mấy đứa. Em đã no từ lâu. Phải chi giờ có còn cái lẩu cá đuối nữa còn ngon biết mấy. Đúng rồi á. Hồi nãy mình order ha. Mình có bếp mà. Trời ơi bà này bún nữa chứ. Bún chắc 2 tiếng hồ nữa mới xong cái clip đi. Bún nữa chứ. Chứ bữa hình như mình mới ăn ngon. Lẩu cá đuối. Nhiều khi hôm qua á, hay gì mà bà? Hôm qua hả? Hôm kia. Mà anh tính dương bắt đầu lên. Ủa hôm qua là mình ăn gì ta? Hôm qua ăn cơm tắm. Nhiều khi á cái nhà mà tụi giống như là tụi mập á, với là mấy đứa nhiều khi ăn mấy quán đồ này kia cũng không có quay nữa làm biến. Quay thử thách rồi cái nhà đón nhận rồi cái quay mấy kia cái nhà không đón nhận là biến quay. Không chụp hình đồ các kiểu. Không có chụp hình nữa. Chỗ nào đẹp lắm cũng không có chụp nữa. Mấy đứa có chụp cũng chụp thôi. Mạng xã hội kìa. Hưởng như là mạng xã hội mà bị hướng nội chứ. Bị ép ra mạng xã hội. Không, chị nhìn chí thôi nhìn em. Ngon quá nhỉ. Anh giờ cái đầu em mấy cọng tóc anh còn biết nữa chứ đó mình nhìn em làm cái gì. Ý là cái gì của nó mà mình không biết đâu mà. Ngon không? Có gì đâu lạ. Sức cắt sắc.
nó chứ quèn á cả nhà. Nhiều khi á nó cũng hay để bụng lắm, nhưng mà nhiều khi giết rồi nói giết rồi chai sạn luôn, hết để bụng mà. Giống như lại nói lắm, mấy đứa nít nó không có để ý nè. Dạ, mới ăn ngon. Thấy không, để bụng đó cả nhà. Còn Yến thì suy nghĩ nhiều về thiên kinh. Em khoái luôn rồi. Khó giữ chưa? Khó giữ chưa? Ví dụ như không? Để mình nói cái nhà nghe, ví dụ như ngày hôm đó quay mà lỡ mà không nói gì, nó lỡ mà nó ăn không ngon hay là gì đó, mà mình im thôi, mình lỡ mà mình nói mai mốt ăn nhanh hơn nữa Yến, hay là mai mốt ăn hấp dẫn lên nữa Yến, cái là tối về nhắn tin cho một tính nó một ấy một luôn luôn á nha. Có kiểu vậy đó, thế là giống vậy á, dạng vậy á. Có ví dụ như nãy mới tính nói chuyện gì ta, giống như là trời tính suy nghĩ gì hay lắm mà quên người ta. Bao cho anh con tôm được không? Rồi đó sao anh xong rồi. Đúng rồi. Là hôm nay nó quay mấy cái clip nó không có view, cái nó mà trời ơi bây giờ hả em tính là quay vài clip nữa mà không có view chắc em nghỉ quá rồi. Chứ bây giờ view không có mà đi quay giờ lấy tiền nhà em ngại quá trời mà em không muốn quay nữa. Đúng rồi, cái gì kiểu như mình làm cái gì đó cho ai mà không có đem lại cái lợi suất hay tầm suất hay là lợi ích gì đó mà cảm giác là không có động lực luôn, cảm giác lên mà khen thì có khen mà có lượt view thì thấp, kiểu cũng buồn. Nói chung là có view thì mới vui, thì có động lực làm có một khoảng thời gian kiểu như là lên view lại rồi cách tầm 2 ngày là ai cũng đứng đổ thừa. Thì nó là phải có cả nhà ủng hộ thì mới có động lực. Ghê quá mập ơi. Thôi mấy đứa làm anh ngủ à. Là con sấu như những con heo. Ừ. Đó, đây là dọn xong anh thức dậy. Bữa cuối ở Vũng Tàu. Ở chuyến đi này và sẽ có những chuyến đi tiếp theo. Rồi, nhưng mà mong nha. Là những chiếc đi đó sẽ có đầy đủ mọi người vui vẻ như nhiều. Mình sẽ không thể và sẽ không có thiếu ai, chỉ thêm thôi chứ không thiếu. Vui vẻ là một bài thông tin mình sẽ không có. Thì clip cũng đã dài rồi thì bốn đứa xin phép cả nhà kết thúc clip tại đây nha. Hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo vào ngày mai. Vào khung giờ 12 và 6 giờ chiều nha cả nhà. Wow. Kênh phụ là 6 giờ sáng nha cả nhà. Wow. Cả nhà cùng đón xem kênh Một Phút ra video hàng ngày nha. Hay quá, làm kênh được đó em. Bye bye. Bye bye.